Cái ngoài ớt này. Múc vậy đi. Đã thế thôi ra, lấy trứng lên nè. Đã thế thôi. Chuối. Kinh điển chưa? Rẽ cá ra đi, rẽ ra lấy thìa, rẽ ra lấy thịt trắng đi. Tuyệt. Đây là gan cá luôn. Chậm lại. Trứng gan gan, đây mới là trứng.
Đây, trứng đây. Đây là gan. Chín chứ. Ngon chứ. Ngon mà chả thấy biểu hiện cảm xúc gì. Yêu chả bảo trứng ngon lắm, bùi còn gì nữa. Này ngọt. Cá thì ngọt, dai, thơm. Chấm chấm ngon chưa? Chấm thì quá ngon này. Được, không muốn chỉnh đâu. Cay vừa độ. Chú cay mặn ngọt vừa độ. Ngon lắm. Cái đợt thế mà cũng chưa bị cay mấy đâu. Vừa độ thôi.